Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình nha. Rồi, trước tiên vô video clip thì xin chúc anh em xem video clip có một tối tràn đầy niềm vui và sức khỏe nha. Rồi, trước mắt anh em là cái bộ UK 58 nha anh em. Thùng UK 58. Đó, thùng cách âm siêu đẹp luôn nha anh em. Quay tổng thể cho anh em xem nè. Đó. Quá đẹp luôn. Thùng inox còn nguyên riêng hết nha. Rồi. Rồi giờ mình sẽ vào chi tiết con máy này nha anh em. Đó, anh quay cho anh em xem mà tham khảo nha. Chứ con này là mình đã bán rồi nha anh em. Đó, quay cho anh em xem mà tham khảo. Cái độ đẹp của nó nha. Đó. Này nó có cái nắp này nè nha anh em. Cái nắp này nè. Đó, cái nắp này. Đó, cái nắp này nha. Rồi thì mình sẽ giới thiệu chi tiết của máy nha anh em. Máy là hiệu TR58PH28, dòng Arimitsu nha, dòng Arimitsu. Dòng này là dòng đời mới nha anh em, dòng này là dòng đời mới đó, của hãng Arimitsu UK 58. Con này là tiết xứ của nó là 25 ly, nó xài mức áp tầm khoảng 60 đến 80 nha, lưu lượng nước 35 đến 35 một phút trên một phút đó, 35 lít trên một phút nha. Đó. Con này thì màu xanh rêu là nó dòng của đời mới của UK 58, thùng UK 58. Đầu thì còn khá đẹp nha anh em. Đó, đầu rất đẹp luôn. Đó. Đầu rất đẹp luôn nha anh em, nguyên riêng nguyên bản luôn nha. Anh em thấy không? Đó. Từ con ốc nha anh em. Đó. Coi mặt sau của nó đây. Sâu lắm nè, khá là đẹp luôn. Con này mà chà rửa xíu nữa là nó mới nha. Đó. Con này được lắp bởi cái motor của nó là motor 3 kg 7, 3 kg 7 điện 3 pha 38 nha. Mình đã đấu qua điện 3 pha 38 rồi nha. Đó. Đặc biệt là con này là nó made in Việt Nam nha, Việt Nam mà xuất Nhật nha anh em, Nam xuất Nhật. Đó, motor nè, rất là đẹp luôn. Kiểu mẫu và cái lực công suất của nó nha anh em, rất là khỏe luôn. Dây thì dây đồng của nó là rất là nhiều. Ở Việt Nam xuất Nhật nên xài dây đồng rất là nhiều. Motor này là hơn motor Nhật luôn nha, nó nặng 5 ngựa mà nó nặng hơn motor Nhật luôn. Đó, nặng hơn luôn nha anh em, rất là to. Con này 3 kg 7, Việt Nam làm cái kiểu mã là rất là đẹp. Đó. Đó, con này là đẹp, nó có hai cái rale, hai cục rale của Ý nha, hai cục rale của Italia. Đó, hai cục rale của Italia nha. Đó, dòng hai cục rale, một cái của Ý nè. Này của Ý, cái này là cái van xả gió nha. Đó. Đó, nó hai cục đồng của nó. Đồng của nó. Thấy van 1 chiều à. Cục đồng của nó đây. Con này thì cái hộp khở nó nha anh em, hộp khở của nó là khở này, hộp khở nó mình đã đấu qua điện 3 pha 38 này nha. Đó, khở con này là nó không có timer thời gian nha. Đó, nó không có timer thời gian, nó đã thiết kế luôn rồi, là tự ngắt tầm 7 đến 10 giây nha anh em, 7 đến 10 giây là nó tự tắt, chứ không có mình có điều khiển được cái số giây của nó nha. Đó. Anh em số dây của nó. Con này là được lắp cái thùng cách âm luôn nha, thùng nguyên riêng luôn nha anh em, nguyên bản luôn. Đó, nguyên riêng nguyên bản, thùng inox của nó đây nè. Anh em thấy thùng inox của nó không? Xoay gương được luôn nha, quá đẹp. Thùng inox có bánh khóa nữa nha, khóa nha, khóa bánh xe nè. Đó, bánh xe nè, rất là đẹp luôn. Cái đường vô nha, cái đường vô nè, cái đường mà cấp nước vào. Đó, đường này là nước xả ra nha. Đó. Rồi dây bãi Nhật luôn nha anh em, súng mới sân thềm, súng 2 bét 2 ly rưỡi nha, 2 ly rưỡi. Dòng này nước nhiều, áp
và có áp nữa nên xài bét 2,5 độ, có áp và có nước. Rồi giờ mình sẽ bật CD nha anh em. Đó, CD là bật CD nè. Con này là nó có ba dây nóng, một dây nguội nha, một dây mát là một dây nguội nè, ba dây nóng một dây nguội. Rồi giờ mình sẽ test áp nha anh em. Đang làm máy nổ nó hơi ồn nha anh em. Máy ok là máy 8 luôn. Rồi. Công tắc này nha, bật có phải nha anh em. Là nó có chế độ tự ngắt. Đó, có phải chế độ tự ngắt nha. Đó, máy đang chạy luôn nha. Đó, chạy đang áp 6 cây nè. Đang chạy nha, đang chạy là rồi ngắt máy luôn nha. Hôm nay thì anh em đậy lại nha, đậy lại thì nó khá là êm. Rồi, đó, đậy lại nha anh em. Chỗ này là chỗ gác súng nha, mình gác súng như này, rất là tiện luôn. Cái này là vặn lại nha anh em, vặn lại đó. Rồi vặn kín lại nha, giờ nó êm nha anh em. Dòng dứt cút âm thì nó hơi kêu xíu, nhưng mà đậy lên nắp lại là nó rất là êm đó. Đó, êm nè. Hôm nay anh em vệ sinh chuồng trại nha, rửa xe tải xe ben nha, là quá đã luôn nha anh em. Vệ sinh chuồng trại. Ngắt máy luôn nha, tự động ngắt máy luôn nha anh em, như 7-6-7 giây ngắt luôn. Đó, quá là ngon là luôn. Rửa xe máy ô tô được nha anh em, rửa xe máy thì nó hơi mạnh. Quá ngon là nha anh em, đã luôn. Rửa xe tải nè, bị mở tiệm rửa xe tải. Rồi. Đó, thấy chưa nữa. Đó, tắt máy này nha anh em, tắt cái nút này nha. Đó, máy cũng hết nước luôn rồi, sạch. Có hết nước luôn rồi. Rồi này nó có cái dòng hồi gì nha, họ hồi gì họ. Rồi thì con này thì mình đã bán rồi nha anh em, bán cho khách đặt rồi đó. Thì anh em nào cần cái mặt hàng nào thì hãy liên hệ qua số điện thoại của mình để trên tiêu đề của bài viết nha. Đó, mình sẽ anh em xin xong, nếu thứ hai
cho được like, đăng ký kênh nha, để ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn em đã tin tưởng ủng hộ trong thời gian vừa qua. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Đó. Rồi hẹn gặp lại anh em các video clip khác nha. Rồi xin chào và hẹn lại anh em. Bye bye.